Xin chào anh em, hôm nay Cường tiếp tục giao lưu với anh em một cây mai chiếu thị lá trung siêu mini anh em ha Thì cây này bộ tán Cường đã làm hoàn thiện rồi Anh em chỉ về cắt tỉa nó mình chơi ha Cây này cũng đã rất là già anh em nha Những cái thẻo nó đã kéo gần hết rồi ha Đây Rồi chiều cao của em nó, anh em so sánh cái quẹt giúp Cường nha Rồi Cốt của nó là bự ngón tay cái của Cường anh em ha được vô một cái chậu đất nung nha chậu này cũng đã chơi được rồi anh em về không cần phải thay chậu ha rồi và cái này cường sẽ giao lưu với anh em với giá là 550 k đã bao gồm phí ship anh em nha cường xin nhắc lại là 550 k đã bao gồm phí ship ha rồi anh em nào muốn sở hữu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của cường đó là 0374 113366 Cường xin nhắc lại số điện thoại là 0374 113366 với giá là 550k đã bao gồm phí ship anh em ha cái này giờ anh em cho cho ăn phân vô là mình cắt tỉa nó phượt nơi mình cắt tỉa một thời gian thôi là cây nó sẽ ấm lên anh em nha rồi cường xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều